Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy đầu tư công năm 2024. Hội nghị đã nghe và thảo luận về kết quả giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công 6 tháng cuối năm và thời gian tới. Tính đến ngày 10 tháng 7, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã giao vốn đầu tư công đạt 95,5% kế hoạch. Giải ngân đầu tư công tính đến ngày 30 tháng 6 mới đạt 29,39% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó có 11 trên 44 bộ, cơ quan trung ương và 35 địa phương trong tổng số 63 tỉnh thành có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình của cả nước. 33 bộ, cơ quan trung ương và 28 địa phương giải ngân thấp hơn mức trung bình của cả nước. Nêu những tồn tại, hạn chế và chỉ rõ 5 bài học kinh nghiệm cần thực hiện để thúc đẩy đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nghiêm tinh thần 5 quyết tâm, 5 bảo đảm, trong đó quyết tâm giữ vững kỷ luật, kỷ cương, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn khi phát sinh, đổi mới phương pháp, cách làm, ứng dụng giải pháp công nghệ mới, hiện đại, tăng cường chuyển đổi số, bám sát thực tiễn, tháo gỡ thể chế, vướng mắc, khắc phục bằng được tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong giải ngân đầu tư công. Nhấn mạnh năm 2024 phải là năm bứt phá trong giải ngân đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đề cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn.